ông đón cháu dâu về dưới nhà để tổ chức đại hôn cho hai cháu tại phòng cưới của gia đình nhà trai. Thế thì thay mặt cho gia đình nhà trai tôi cũng xin là rất là cảm ơn các cụ công các bà và gia đình nhà trai. Thế thì đảm bảo thời gian là nó cũng như ngày hôm nay thôi, thời gian chỉ có một tiếng trong vòng cả đi và về. Thế thì đã xem rồi thì sao phải chấp nhận đảm bảo cho hai cháu. Thế thì thay mặt cho gia đình nhà trai tôi cũng xin là báo cáo cái thời gian như vậy để tất cả các cụ công và quan viên hài hòa bố trí thời gian về để dự lễ tổ chức thành hôn cho hai cháu được tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, vừa rồi là tình cảm những ý kiến phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện bên gia đình và nhà trai. Vừa rồi thì bác cũng đã thông qua về cái chương trình tổ chức buổi lễ thành hôn cũng như là buổi lễ vu quy của cô dâu và rể trong ngày mai, thì bác cũng đã thông báo về cái thời gian giờ giấc. Vậy sau đây để đáp lại những tình cảm, những lời phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai thì xin được trân trọng kính mời bác đại diện gia đình và nhà gái sẽ có ý kiến phát biểu. Kính thưa hai gia đình, một cái việc lớn thứ nhất là hai gia đình chúng ta đã làm xong và gọi là lễ nghi dân lên cáo tính tổ tiên. Cái việc thứ hai là cái việc tổ chức cho các cháu. Thế thì cũng báo cáo là tôi được biết là bố mẹ hai sinh ra các cháu cũng như hai gia đình được cái sự giúp đỡ ủng hộ quan tâm đặc biệt của chính quyền địa phương là đã tổ chức đăng ký cho hai cháu theo quy định của pháp luật. Thì nói về luật hôn nhân thì các cháu là thành vợ thành chồng rồi, được pháp luật cho phép rồi. Thế nhưng mà theo